Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kim Sơn lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Qua hơn 7 năm thực hiện nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Gia Viễn đã thành lập mới 7 tổ chức đảng, kết nạp 23 đảng viên, trong đó có 8 đảng viên là chủ doanh nghiệp. Các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh quan tâm chăm lo đời sống cho công nhân lao động. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 12 và 13 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kim Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo huyện Kim Sơn. Nhiệm kỳ 2019-2024 với vai trò là cầu nối, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Kim Sơn đã phát huy tốt quyền làm chủ, tổ chức tập hợp đoàn kết, triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động. 10 trên 10 chỉ tiêu nhiệm kỳ lần thứ 9 đã hoàn thành. Nổi bật là thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia góp của, góp công xây dựng nông thôn mới, hiến trên 89 hectare đất, 100.000 ngày công lao động. Trong 5 năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện đã vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội cấp huyện trên 2,5 tỷ đồng, cấp xã trên 4,5 tỷ đồng. Việc triển khai mô hình vận động chức sắc chức việc các tôn giáo chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ấm tình đoàn kết lương giáo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở do Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động đã nhận được sự ủng hộ của chức sắc chức việc hai tôn giáo, các nhà hảo tâm. Đã hỗ trợ xây dựng 13 ngôi nhà ấm tình đoàn kết lương giáo. Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị và thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo quy định của pháp luật. Trong 5 năm qua, đã phối hợp tổ chức 155 hội nghị đối thoại thu hút trên 18.000 người tham dự. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận Tổ quốc huyện Kim Sơn tiếp tục làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công tác từ thiện nhân đạo, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng tiêu cực, tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động, cùng với đảng bộ và chính quyền, nhân dân trong huyện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Hoàng Hà và lãnh đạo huyện Kim Sơn ghi nhận chúc mừng và biểu dương những kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện thấm nhuần quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, nhất là nghị quyết số 43 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân để tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, duy trì các mô hình đã và đang đem lại hiệu quả cao, đồng thời nghiên cứu sáng tạo thêm nhiều mô hình mới, vận động các chức sắc tôn giáo, các nhà hảo tâm cùng chung tay xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Đại hội đã lựa chọn giới thiệu hiệp thương cử 65 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 10, cử Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện gồm 4 vị. Ông Nguyễn Minh Trường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 9, tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029.
Những năm qua, công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước luôn được huyện ủy Gia Viễn quan tâm chú trọng. Qua đó vừa giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vừa đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động. Trường Trung cấp nghề quốc tế chuyên đào tạo chương trình văn hóa hệ trung học phổ thông dạy các môn ngoại ngữ và nghề điện công nghiệp, nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn, nấu ăn. Chi bộ trường vừa được thành lập với 7 đảng viên, đánh dấu bước phát triển mới của trường. Ngay sau đó, chi ủy đã xây dựng quy chế làm việc, duy trì nghiêm túc các buổi sinh hoạt định kỳ, quan tâm phát triển đảng viên mới, đồng thời phối hợp với ban giám hiệu, giáo viên, công nhân viên trong trường triển khai các hoạt động phù hợp với chiến lược dạy nghề để học viên được học tập trong môi trường điều kiện tốt nhất. Chi bộ thì phải bám theo cái nhiệm vụ của năm học và cái kế hoạch đề ra của từng năm học. Thì trên cơ sở đó thì hàng tháng, hàng quý thì sẽ xây dựng những nghị quyết để cho ban giám hiệu nhà trường bám theo nội dung đó để hành động. Mỗi một cán bộ đảng viên trong nhà trường thì cũng là một tuyên truyền viên để cái công tác tuyên truyền các nghị quyết chính sách và đặc biệt là các cái quy định của ngành đến với lại những quần chúng mà đang có hướng phấn đấu để đứng về trong hàng ngũ của đảng. Qua 3 năm thành lập và đi vào hoạt động, chi bộ Hợp tác xã Dịch vụ và Du lịch Sinh thái Vân Long đã phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị, tích cực tuyên truyền chủ trương nghị quyết của các cấp về phát triển du lịch tới các đảng viên và nhân dân, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng khu du lịch trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Thành lập chi bộ giờ thì khi triển khai nghị quyết xong thì về là trực tiếp nghe, xong bắt đầu mình thâu tóm và truyền đạt lại cho các đảng viên trong chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, trách nhiệm với lại cộng đồng và hoạt động làm sao khai thác nó có hiệu quả. Các hộ chờ đò nắm được cái chủ trương chính sách, được cái phát triển du lịch thì cộng đồng từng quý từng tháng và có cái xu hướng để phát triển lên. Chúng tôi thì trực tiếp là làm những cái công việc về du lịch thì đương nhiên là được nắm trực tiếp, được triển khai trực tiếp. Thì ví dụ như có thể là những cái triển khai về cái nghị quyết về văn minh ứng xử trong bộ quy tắc ứng xử về du lịch thì chúng tôi sẽ tuyên truyền đến với bà con rằng là khách đến thì phải niềm nở và mình tất cả mình phải để lại nụ cười đối với khách du lịch. Qua hơn 7 năm thực hiện nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, huyện Gia Viễn đã thành lập mới 7 tổ chức đảng, kết nạp 23 đảng viên, trong đó có 8 đảng viên là chủ doanh nghiệp. Tại các chi bộ, mỗi đảng viên đều phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Nội bộ luôn đoàn kết, nhận thức của người lao động được nâng lên và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gia Viễn sẽ tiếp tục là làm công tác tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền tới cán bộ đảng viên trong doanh nghiệp. Trong đó chú trọng đến công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp, chú trọng việc quan tâm tới công nhân, việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước đã điều tiết hài hòa giữa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. Trong quá trình hoạt động, các chi bộ đã khẳng định vị trí vai trò của mình, chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Sáng nay, lãnh đạo huyện Hoa Lư phối hợp với Ban Quản lý Khu Du lịch Tam Cốc Bích Động đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho tuần du lịch Sắc Vàng Tam Cốc Tràng An năm 2024. Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại cánh đồng lúa Tam Cốc có diện tích hơn 22 ha dọc tuyến đường thủy từ Đình Các, Hang Cả, Hang 2, Hang 3. Riêng bức tranh nghệ thuật Mục Đồng Thổi Sáo có diện tích gần 10.000 m2 nằm trước cửa Hang 2. Để đảm bảo lúa chín vào đúng thời gian tổ chức tuần du lịch, ngay từ những tháng cuối năm 2023, huyện Hoa Lư đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải, Hợp tác xã Văn Lâm chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai mô hình Sắc Vàng Tam Cốc Tràng An. Đồng thời thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật xuống hướng dẫn xã viên chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa. Bà con nông dân được hỗ trợ toàn bộ phân bón giống lúa Thái Xuyên 111. Ưu điểm giống lúa này cứng cây, chống chịu sâu bệnh tốt, phù hợp với đồng đất nơi đây. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, mặc dù có những khó khăn đầu vụ do rét đậm rét hại, nhưng do tích cực chăm bón giảm tỉa, đến nay cánh đồng lúa Tam Cốc sinh trưởng phát triển tốt, đang giai đoạn chắc xanh.
Dự kiến từ 20 đến 31 tháng 5, lúa chín vàng 70 đến 100% số hạt trên bông, có thể cho thu hoạch vào đầu tháng 6 năm 2024. Bức tranh mục đồng thổi sáo được tạo hình sắc nét, truyền tải được tư tưởng nghệ thuật, vẻ đẹp văn hóa của vùng đất và con người cố đô Hoa Lư. Để đảm bảo tổ chức thành công tuần du lịch Ninh Bình, lãnh đạo huyện Hoa Lư yêu cầu xã Ninh Hải phối hợp tốt với ban quản lý khu du lịch, động viên bà con nông dân tích cực thăm đồng, chăm sóc tốt, đảm bảo lúa chín đúng thời điểm. Bên cạnh đó, cần quan tâm làm tốt công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, khẳng định thương hiệu điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, để lại ấn tượng mới cho du khách trong nước và quốc tế. Trong tháng công nhân năm 2024, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống cho công nhân lao động tốt hơn, qua đó tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh bền vững của các doanh nghiệp. Thăm hỏi tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn ốm đau dài ngày. Bên cạnh đó, tổ chức hội thi văn nghệ thể dục thể thao đang diễn ra sôi nổi ở nhiều đơn vị doanh nghiệp đã thu hút sự tham gia sôi nổi của đoàn viên người lao động. Tháng năm này công ty tôi có tổ chức các phong trào thể dục thể thao, đó là kéo co này, và nhảy ba bố này và đánh bóng chuyền. Tôi tham gia vào các chương trình hoạt động công ty với tinh thần là làm hết mình và chơi cũng hết mình. Và qua những đây cũng có những trải nghiệm, cảm giác giải trí cho mọi người sau những phút làm việc ở công ty. Thì sắp tới đây thì công ty của chúng tôi tổ chức cho mọi người đi du lịch ở Quảng Bình theo tour, sẽ giúp mọi người gọi là gắn kết với nhau hơn trong công việc cũng như là trong các hoạt động hàng ngày. Điều kiện làm việc trong các nhà máy, công xưởng cũng được doanh nghiệp chú trọng cải thiện, như lắp đặt thêm hệ thống cách nhiệt chống nắng, quạt thông gió. Tại môi trường làm việc độc hại, nặng nhọc hoặc tăng ca, công nhân được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật như sữa, hoa quả, bữa ăn ca. Qua đó, động viên khích lệ tinh thần hăng say lao động sản xuất của công nhân lao động. Hiện tại công ty mình đang tạo việc làm cho 1.088 lao động. Và tất cả các chế độ lương thưởng, chế độ phúc lợi đang đạt cao. Công ty tuân thủ chế độ không tăng qua ca quá 4 giờ một ngày của nhà nước. Và trong chế độ lúc tăng ca thì công ty có chế độ nghỉ giữa giờ và chế độ ăn cơm tăng ca. Toàn tỉnh hiện có trên 110.000 công nhân viên chức lao động sinh hoạt tại 1.085 tổ chức công đoàn cơ sở. Thời gian qua, công đoàn các cấp đã chủ động đôn đốc hướng dẫn các doanh nghiệp, người sử dụng lao động thực hiện tốt các chế độ chính sách bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân. Qua đó, người lao động yên tâm phấn khởi cống hiến cho doanh nghiệp. Thực tế cho thấy việc chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động thì quan hệ lao động được cải thiện, môi trường làm việc ổn định sẽ giúp cho doanh nghiệp có điều kiện phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh. Điều này cũng góp phần thực hiện tốt hơn các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị trên 1 hectare canh tác, tạo việc làm cho người lao động và thành viên, nhiều hợp tác xã đã tích cực đưa các giống cây trồng con nuôi hiệu quả vào sản xuất, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới. Năm 2024, hợp tác xã này đã mạnh dạn chuyển đổi trên 3 hectare sang trồng ớt. Sau một thời gian chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, đến nay ớt đã cho thu hoạch, năng suất ước đạt 8-10 tạ một sào. Toàn bộ nông sản khi thu hoạch đều được doanh nghiệp bao tiêu với giá 19.000 đồng một kg, qua đó tạo việc làm cho các thành viên với mức thu nhập ổn định từ 5-6 triệu đồng một tháng. Trước mắt thì chúng tôi cũng đã trông thấy được cái niềm hy vọng là cây này sẽ có hiệu quả kinh tế cao. Nếu như người dân mà làm từ đầu đến các khâu cho đến cuối là sẽ có thu nhập khoảng trên 10 triệu một sào. Để đảm bảo cái cây ớt này theo cái quy trình xuất khẩu của công ty đề ra thì phải đảm bảo một là cái giống. Cái thứ hai nữa là khi trồng người ta đã đề ra các cái loại chất cấm trong thuốc bảo vệ thực vật. Thì người dân của chúng tôi trồng là cũng hoàn toàn phải tuân theo. Nhận thấy nhiều diện tích cấy lúa kém hiệu quả, Hợp tác xã Dịch vụ Thương mại và Nuôi trồng Thủy sản Gia Hòa đã chuyển đổi 35 ha sang nuôi các loại cá chấm, chép, chồi, đồng thời tuyên truyền thành viên tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, đưa máy móc, trang thiết bị hiện đại vào sản xuất, đảm bảo quy trình, kỹ thuật chăm sóc theo đúng khuyến cáo, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Nhờ đó đã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm thời gian, chi phí trong sản xuất,
Sản lượng cá mỗi năm của hợp tác xã ước đạt 300 tấn, giá trị trên 1 hecta canh tác tăng rõ rệt, đạt 200 triệu đồng 1 hecta. Nói chung là cái nuôi trồng thủy sản này thì thực ra mà nói là cái nếu mà nắm bắt được cái khoa học kỹ thuật, nó mang lại hiệu quả rất cao so với các cái ngành chăn nuôi khác, bởi vì là một thời gian nó ngắn. Người nào nuôi dài mà giống bé thì chỉ đến một năm thôi, còn là thường thường là như chúng tôi là 6 tháng thu hoạch, mà là có những gia đình là đạt tới 5-60 tấn, 30 tấn cá chăm đen, mà hầu như là đều bán vào những cái thời điểm ví dụ dịp gần Tết hoặc là dịp sau Tết, thì nói chung cái giá nó cũng tương đối cao. Hai nữa là cũng đưa lại cái hiệu quả kinh tế cho những hộ nuôi trồng, là bà con cũng rất phấn khởi. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 504 hợp tác xã, trong đó có 397 hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Nhiều hợp tác xã đã mạnh dạn đưa các giống cây trồng con nuôi hiệu quả vào sản xuất như trồng ớt, cây dược liệu, trồng dưa lưới, nuôi thủy sản, nuôi dê, gà, lợn thảo mộc. Một số hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị đã tạo ra các sản phẩm đảm bảo về năng suất, chất lượng, xây dựng được thương hiệu cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ. Đánh giá chung thì các cái hợp tác xã mà đã nghiên cứu các cái cây con và mới vào trồng và đưa vào sản xuất theo cái mô hình chuỗi thì cái hiệu quả tăng lên đáng kể so với cái mô hình hoạt động cũ của hợp tác xã. Dưới sự tư vấn của các cơ quan chuyên môn thì cũng đã tiếp cận các cái thị trường là một này. Cái thứ hai nữa là nghiên cứu ứng dụng các cái công nghệ vào để chế biến theo cái sản phẩm theo chuỗi. Và đồng thời trong quá trình sản xuất thì một số hợp tác xã là cũng đã bắt đầu tiếp cận ứng dụng các cái công nghệ số vào trong cái hoạt động sản xuất. Việc các hợp tác xã chủ động trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giúp khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, đồng thời nâng cao giá trị sản xuất, cải thiện doanh thu, lợi nhuận, góp phần xây dựng nền nông nghiệp tiên tiến, hiện đại, bền vững. Hội cựu chiến binh huyện Yên Khánh vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Trong 5 năm qua, cán bộ hội viên cựu chiến binh huyện Yên Khánh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, chủ động triển khai có hiệu quả các nội dung chương trình công tác đề ra, thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu. Cán bộ hội viên trong huyện đã phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực học tập, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần gia đình hội viên. Các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, dân vận khéo, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội được các cán bộ hội viên tích cực tham gia bằng nhiều việc làm thiết thực như đã hiến gần 3.200 m² đất, ủng hộ gần 1,1 tỷ đồng để nâng cấp nhà văn hóa thôn xóm, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng 6 cầu dân sinh trị giá 545 triệu đồng, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt hơn 430 triệu đồng, sửa chữa 8 nhà cho cựu chiến binh có khó khăn về nhà ở trị giá 580 triệu đồng. Cùng với đó, các cấp hội đã tích cực tham gia tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, tuyên truyền hội viên cựu chiến binh và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tại hội nghị, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024 đã được Ủy ban nhân dân huyện, Hội cựu chiến binh huyện khen thưởng. Sáng nay, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện Yên Khánh đã tổ chức lễ ra quân tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thời gian qua, các cấp ủy chính quyền huyện Yên Khánh luôn quan tâm chỉ đạo việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Hiện nay, huyện đã có 17.560 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, có 127.400 người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 95,5%. Điều đó khẳng định chính sách đã lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn, tính ưu việt, góp phần ổn định đời sống người lao động và nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Thời gian tới, các xã thị trấn, các đơn vị trong huyện phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện theo kế hoạch của Ban chỉ đạo huyện giao năm 2024. Nhân dịp này, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội huyện Yên Khánh đã trao sổ bảo hiểm xã hội và tặng quà cho 10 người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã Khánh Nhạc. Sau lễ ra quân là hoạt động truyền thông trực tiếp tại các khu chợ, khu dân cư và hộ gia đình về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, từ đó góp phần thay đổi nhận thức và hành động của người dân, giúp họ chủ động tham gia để đảm bảo an sinh xã hội, ổn định cuộc sống. Năm học 2024-2025 là năm thứ hai Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đăng ký dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông bằng hình thức trực tuyến.
Do chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, sự hướng dẫn sát sao của bộ phận chuyên môn, công tác thông tin tuyên truyền được tăng cường nên được học sinh và phụ huynh đồng thuận cao. Chị Nguyễn Thị Kim Thư, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, năm nay có con chuẩn bị thi vào lớp 10. Được nhà trường tuyên truyền hướng dẫn cụ thể, chị đã kịp thời nắm bắt hình thức đăng ký này. Các thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng dù đã nộp hồ sơ, từ đó giúp các em có lựa chọn trường dự thi phù hợp với năng lực. Đầu tiên thì tôi cũng rất là hoang mang vì cái phần mềm trực tuyến này, không biết là mình có liệu có làm được không. Nhưng mà khi mà được nhà trường triển khai, các thầy cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn con và thậm chí hướng dẫn cả phụ huynh nữa, thì tôi thấy là phần mềm này khá là đơn giản. Đơn giản và vào rất là dễ và đăng nhập và các thông tin của con có ở đấy. Chỉ cần tích vào trường mà cháu đăng ký nguyện vọng là có thể hoàn thành được. Nhà trường đã triển khai cho tất cả các giáo viên chủ nhiệm lớp 9 là rà soát toàn bộ thông tin học sinh và thực hiện cấp tài khoản cho học sinh. Còn đối với phụ huynh thì chúng tôi cũng đã gửi thông tin về cái đăng ký dự thi đối với phụ huynh và chúng tôi đã kết hợp với bên VNPT để gửi cái file hướng dẫn sử dụng cái thanh toán trực tuyến cho các phụ huynh để phụ huynh có thể thanh toán được kịp thời cho các em. Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình có tổng số 340 học sinh khối lớp 9. Sau khi thực hiện sự phân luồng học sinh, sẽ có khoảng 80% học sinh đăng ký thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký hồ sơ trực tuyến, nhà trường sớm thực hiện cấp tài khoản và mật khẩu cho học sinh, thực hiện nộp hồ sơ thi vào lớp 10 theo hướng dẫn của trường. Được thầy cô giáo tận tình hướng dẫn, các em đã dễ dàng hoàn thành việc đăng ký. Đối với những cái thông tin trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến thì em không cảm thấy khó khăn. Nó cũng giúp cho em nhiều thuận lợi hơn trong việc nộp hồ sơ tuyển sinh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay toàn tỉnh có trên 14.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Các trường trung học phổ thông công lập trong tỉnh sẽ tuyển sinh trên 10.000 học sinh. Phần mềm tuyển sinh trực tuyến đã được Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đăng ký cụ thể cho các nhà trường, đồng thời thường xuyên kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện, thay đổi nguyện vọng và theo dõi hồ sơ của thí sinh theo các bước đúng quy định. Thì năm nay Sở Giáo dục Đào tạo đã có kế hoạch chỉ đạo sớm để cho các trường trung học cơ sở trong toàn tỉnh nhập các cái thông tin của thí sinh sớm để chuẩn bị cho việc đăng ký dự thi. Trong suốt thời gian đăng ký dự thi của thí sinh, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ có các cái công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc và nhắc nhở cũng như hướng dẫn các cái đơn vị để hướng dẫn học sinh phụ huynh đăng ký đảm bảo theo đúng cái kế hoạch. Mọi công việc đăng ký hồ sơ trực tuyến đang diễn ra thuận lợi. Các em học sinh đang tích cực ôn tập sẵn sàng cho kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 6 với 3 môn thi là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Việc đăng ký từ ngày 11 tháng 5 cho đến 17 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2024. Để tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong khu dân cư, nhất là tại hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, Công an huyện Nho Quan đã và đang thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, trong đó trọng tâm là xây dựng, nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy để đảm bảo 4 tại chỗ trong công tác này. Là hộ kinh doanh lâu năm tại chính nhà ở của mình, vì vậy ông Nguyễn Anh Tuấn ở xã Phú Lộc luôn nhận thức rõ và quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy. Theo ông, việc thành lập tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để bảo vệ tính mạng, tài sản của mình và những người xung quanh. Khi tham gia mô hình, gia đình ông và các thành viên trong tổ được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng và cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Từ khi tôi tham gia cái tổ liên gia phòng cháy chữa cháy của xã và huyện thì tôi cũng cảm giác là rất là yên tâm khi mà có trường hợp là chỉ cần rất là cái thao tác rất là nhỏ thì là các hộ xung quanh thì cũng đều biết để mà sang hỗ trợ giúp đỡ thì tôi cảm thấy yên tâm hơn. Và cái kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cũng được nâng cao hơn. Khi mà tiến hành xây dựng tổ liên gia thì là công an xã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể là trực tiếp xuống các nhà dân, các hộ dân, đặc biệt các nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, tiến hành vận động người dân thấy được là rõ là cái vai trò lợi ích của cái công tác tham gia tổ liên gia trong cái công tác là phòng cháy chữa cháy đó. Thì quá trình đến thời điểm hiện tại thì đã xây dựng được 4 mô hình tổ liên gia trên địa về an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn xã Phú Lộc. Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy là mô hình thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ gồm chỉ huy, lực lượng, phương tiện và hậu cần tại chỗ.
nhằm phát huy tính chủ động tương trợ nhau giữa các gia đình trong một khu dân cư. Xác định phải lấy phòng ngừa là chính nên tất cả các thành viên trong tổ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm với phương châm từng nhà an toàn, từng khu phố an toàn, từng xã phường an toàn. Tổ liên gia và mình ở khu phố này là 5 gia đình và 14 thành viên. Tất cả các gia đình của chúng tôi đã họp với nhau. Ý thức là phải phòng cháy đứng lên hàng đầu. Tôi thấy cái mô hình này cũng là rất thiết thực đối với từng hộ gia đình cũng như là bà con trong khu phố, nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tính mạng và tài sản trong mỗi gia đình. Thời gian qua, công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hộ gia đình tự mua sắm trang bị các dụng cụ, phương tiện chữa cháy thông dụng, chủ động xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy để kịp thời xử lý trong trường hợp không may xảy ra cháy nổ. Đến nay, huyện Nho Quan đã xây dựng được 48 mô hình ở 27 xã thị trấn, qua đó góp phần xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy sâu rộng, thực chất. Sau khi thì triển khai thì mô hình cũng đã được nhân rộng trên địa bàn. Cấp ủy chính quyền địa phương cũng rất là quan tâm và triển khai quyết liệt và sẽ tiếp tục là nhân rộng các cái mô hình đấy, tổ liên gia và điểm chữa cháy công cộng nhiều nữa trên địa bàn. Qua đó thì sẽ nâng cao được cái nhận thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy trong cái giai đoạn hiện nay. Việc nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy của huyện Nho Quan đã góp phần củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy ở các khu dân cư theo phương châm 4 tại chỗ, phòng ngừa từ sớm từ xa về cháy nổ, bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.